một đường dây đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa và ghi lô đề trên mạng Internet quy mô lớn với số tiền gần 30 tỷ đồng do một phụ nữ ở Thanh Hóa cầm đầu đã vừa bị triệt phá. Qua công tác điều tra ban đầu, công an đã bắt giữ 5 đối tượng là các đại lý chân rết của Nguyễn Thị Huệ ở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, thu giữ 3 xe ô tô, hai máy phát, 154 triệu đồng tiền mặt và các tài liệu khác có liên quan được biết Huệ là đối tượng đã có tiền án về tội đánh bạc, thế nhưng ngựa quen đường cũ, Huệ vẫn tiếp tục lập hai trang mạng và tổ chức cho các đại lý ghi lô đề và đánh sóc đĩa trên mạng. Tính từ đầu năm 2019 đến khi bị bắt, cơ quan điều tra công an tỉnh đã điều tra làm rõ đường dây đánh bạc này đã tổ chức cho các con bạc đánh bạc với tổng số tiền lên đến gần 30 tỷ đồng.